Từ nhiều năm nay, bãi rác tập trung tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải. Đặc biệt là bãi rác thường cháy âm ỉ, phát sinh khói bụi, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, thì dự án xử lý rác thải mới của huyện với nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng được kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng này, thế nhưng lại nhiều lần chậm tiến độ. Núi rác được tập kết lộ thiên, xung quanh bãi rác không có tường chắn bao bọc, tiếp giáp với khu vực làm vườn của người dân. Từ đầu năm 2019 tới nay, vào mùa khô, bãi rác thường cháy lúc to, lúc nhỏ, làm phát sinh khói, bụi, kèm theo mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của khu vực lân cận. Nguồn này, nước này phải đi ra ngoài kia đổi bình nước loại 20 lít về để nấu ăn cho đâu dạo ăn cái nước này đâu. Còn mắc màn là phải ăn cơm là phải mắc màn bỏ màn ấy chứ. Đây, nói chung ảnh hưởng nhiều lắm, nấu ăn này mất vệ sinh nữa, nên khổ. Quá độc hại chứ, nó phải kiếm cái chỗ nào mà xử lý cho nó kỹ chứ, để đốt như thế này thì nói chung là dân xung quanh đây thì ô nhiễm kinh lắm. Tàn khí độc hại mà. Thì đề nghị với các cơ quan mà chuyên về mà xử lý được cái này thì nên gọi là yêu cầu người ta gọi là làm một cái chỗ nhà máy xử lý sơ bộ, làm thế nào cho nó hết đi. Nhiều năm qua, lượng rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển từ các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Hà về tập trung tại đây đều xử lý bằng hình thức chôn lấp với khoảng trên dưới 40 tấn mỗi ngày. Riêng trong năm 2023, lượng rác thải được thu gom tập trung đổ vào bãi rác đã là hơn 15.000 tấn. Góc độ địa phương và quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường thì phòng cũng mong muốn là đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm môi trường Lâm Hà sớm đầu tư cơ sở vật chất để đưa vào thu gom rác thải, gom rác thải và xử lý rác thải để tránh cái tình trạng một là cháy hiện nay, hai nữa là tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Cuối năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Lâm Hà đầu tư dự án xử lý rác công suất 90 tấn mỗi ngày đêm với tổng mức đầu tư là 103 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình chỉ mới xây dựng được phần khung dang dở, còn quy trình xử lý rác thì vẫn thô sơ, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra văn bản thúc giục.